Đây đây, trời ơi, thư chấp nhận của chúng ta rồi. Ở trường Hogwarts chúng ta học giỏi quá mà, chúng ta có thể vào cái trường gọi là danh tiếng. Trong khi bệnh sắp lộn. Gửi One Night Gaming, chúng tôi rất là hân hạnh được thông báo cho bạn đó là bạn đã thông báo cho bạn đó là bạn được chấp nhận vào trường Hogwarts, trường phù thủy. Witchcraft là trường cái gì liên quan tới phù thủy ta? Witchcraft and Wizardry, Wizardry là trường học học về phù thủy, nhà trường học về các loại phép. Trường phù thủy và phép thuật Hogwarts. Không biết cái này trên phim người ta dịch sao chứ mà ha, mình dịch vậy hôm nào mình rỗi ấy mình có phim mình biết. Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Ok, hello xem người, chào mọi người đã quay trở lại với One Night Gaming trong phần chơi. Một phần chơi cực kỳ mới, Harry Potter Hogwarts Mystery. Mình có vẻ khá là mạo hiểm khi mà mình chơi cái game này, đơn giản là vì mình chưa từng xem một tập Harry Potter nào hết. Phải, nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng tìm hiểu về Harry Potter cũng như xem những bộ phim để mà biết nhiều hơn về Harry. Ok, chúng ta sẽ chọn là Witch hay là Wizard. Là phù thủy. Wait, Witch. Wizard là nam, Witch là nữ. Ok, Wizard. Ok, đó là custom nhân vật của chúng ta. Có vẻ ở đây custom được khá là nhiều ấy nhờ. Xem cái này nó khác nhau với môn gì nhờ mà. Mặt mặt thế này đẹp đẹp, đẹp nè, đó trắng không? Trắng quá. Này thì đen quá. Cỡ mình nằm cỡ nào ta? Cỡ mình nó nằm cỡ này á. Mũi. Đồ phát sao nó nhiều á? Wow. Cỡ mình nó đâu có to thế nhỉ? Cái cỡ này chắc cũng ok rồi. Mát. Wow. Mắt nào nó giống One Eye xíu không? Này chắc được rồi ha. Custom tất cả các lông What the heck? To thôi, vừa vừa. Ok, complete up. Save. Ok. Chúng ta sẽ có cái gì đây? Bấm vào. Wow, có vẻ hơi to. Chào, tôi là Rowan Khanna. Bạn đã bắt đầu bạn cũng bắt đầu học ở cái trường Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry hả? Trường này mình chả biết cái dịch. Phải, nhưng mà Diagon Alley thì hơi gọi là rối. Thì tôi không biết là phải bắt đầu từ đâu. Tôi có thể giúp nè. Tôi đã đọc về lịch sử của trường Hogwarts, không biết đọc đúng cái chữ Hogwarts hay không nữa. Anticipation thì chữ đấy mình éo biết, chả biết chữ gì. Của năm đầu tiên của tôi. So I'm something. Nên là tôi là hả một cái gì được là khá một cái chuyên gia Hogwarts rồi. Bạn nên bắt đầu việc tìm những quyển sách bạn cần Florist and Plot. Cái giống môn gì đó. Talk to Rowan, nhiệm vụ Talk to Rowan xong. Get your book, Florence and Bot on the book you need. Go inside and pick them up. Ok. Đi. Tô. Chà, tới đây rồi ha. Đây là một cái thư viện Florist and Plots. Tới chỗ của thủ thư à? À không. À, đến giờ mà ha lấy sách
bấm vào những vật thể rồi phát sáng để hoàn thành gọi là hành động và nhận thưởng. Gather books. Ok, bấm tab vào là ha những cái vật thể sáng khác và thể phát sáng khác và bắt đầu hành động khác. Something action take. À, hiểu hiểu hiểu. Fantastic beats. Fantastic baby. Sao? Tô sách grab demo. Ok, ta đủ sách chưa? Ok, tôi đã tìm thấy tất cả những quyển sách trên danh sách của tôi. Ok, tôi sẽ gặp Rowan nếu tôi cần tìm những thứ gọi là hỗ trợ cho tôi. Get your book đã xong. Ok, giờ talk to Rowan. Dear gone online, ông này đúng không? À, cảm ơn sự giúp đỡ Rowan. Bây giờ tôi có thể là lấy những quyển sách của tôi rồi. Ơi bắt đầu nhận ra rằng tôi rất là thích thú với Hogwarts. Nên là tôi thích thú với cái việc mà bạn hỏi về Hogwarts, nên là tôi quên hỏi tên của bạn. Chết mẹ nó cái tên. Người ta thường là ta để cái first name trước và tới last name đúng không? Để thế nào ta? Mình người ta thường đọc cái gì cái last name hả? Bạn bè nhau thường đọc cái gì? Thôi cứ ghi ở qua này mình theo thế này đi. Cooper. Confirm. Your name One Night Gaming. Okay, my name is One Night Gaming. Pleasure. Hân hạnh được gặp One Night. Bạn cũng vậy nha. Tôi cũng cảm thấy hân hạnh khi gặp bạn. Tôi không thể gọi là gọi là hứng thú hơn gì đó về Hogwarts. Tôi rất là hứng thú về Hogwarts rồi. Tôi biết tôi không thể dừng gọi là tập trung vào acceptance letter, cái thư được chấp thuận, cái thư chấp thuận khi bạn nhập học á. Nghĩa là thay vì ở Việt Nam ta là thi, ví dụ bạn vào đại học đi đấy, thì bạn sẽ phải thi vào và lại đó coi kết quả. Còn này người ta sẽ gửi thư về và mời bạn đi nếu bạn học quá giỏi, như kiểu học bổng ấy, hay là có thể hiểu một cách khác theo mình biết á, là bạn thi xong người ta sẽ gửi bạn về là có thư được bạn được chấp nhận hay không, nếu không thì bạn đéo có thư. Ê, khi mà bạn được thư chấp nhận thì ok bạn vào. Đây đây, trời ơi, thư chấp nhận của chúng ta rồi, ở trường Hogwarts chúng ta học giỏi quá mà chúng ta có thể vào cái trường gọi là danh tiếng. Trong khi bệnh sắp lộn. Gửi One Night Gaming. Chúng tôi rất là hân hạnh được thông báo cho bạn đó là bạn đã thông báo cho bạn đó là bạn được chấp nhận vào trường Hogwarts, trường phù thủy. Witchcraft là trường cái gì liên quan tới phù thủy ta? Witchcraft and Wizardry, Wizardry là trường học học về phù thủy, trường học về các loại phép, trường phù thủy và phép thuật Hogwarts. Không biết cái này trên phim ta dịch sao chứ mà mình dịch vậy hôm nào mình rỗi rãi mình có phim mình biết. Please find and close the level one. Bạn vui lòng tìm tất cả những cái tìm và lấp đầy cái danh sách hả? Không biết chữ and close học rồi mà quên mẹ nó rồi. Cái danh sách của tất cả những quyển sách cần thiết và trang bị nó. Germ begin. Trang bị germ bắt đầu từ September tháng mấy ta? Sẹp gì ta bắt đầu October tháng 10, September 11, 12 gì đó. Ngày 1 tháng gì đó quên mẹ nó rồi. Chúng tôi đang mong chờ hả? We await your cái gì đó. Cái gì vậy? Mon á? Chả đọc được cái chữ gì nữa. July tháng 7, ngày 31 tháng 7. Your sincerely, thân hạnh. Deputy Head Mistress.
Hogwarts School. Brilliant. Oh well, tôi đã có tất cả những gì tôi cần. Nhưng mà mẹ tôi give me just enough to buy something special. Nhưng mẹ tôi chỉ cho tôi đủ tiền để mua một số thứ, một vài thứ đặc biệt thôi cho trường ha. Intellectual head boy. Tôi muốn cho mọi người biết, cho mọi người ở Hogwarts biết rằng tôi là thôi cho qua để mình dịch trả được nữa. Yeah. Ơi phải báo stream. Rồi là chọn câu hỏi rồi, ok fine. Bạn nghĩ bạn sẽ trở thành gì hả Quan Ai? Queen hat, sure sweater. À, bạn dịch nhầm. Bạn nghĩ là tôi sẽ cần cái gì? Quan Ai, ông này cần gì ta? Ông sẽ cần một cây khăn quàng cổ mà trong nó thông minh một xíu, hay là một cái áo mà sweater, là cái áo len dày, hoặc là một cái mũ cho nó đẹp đẹp xíu. Nghĩa là lấy cái nón đi. Ê, kiến hay, hay. Tôi có nhiều nón lắm nhưng mà không có cái nào mà điều này nó đẹp đẹp hết á. Thì trong khi mà tôi đi mua đồ thì bạn bạn nên lấy cái gậy phép, đũa phép từ Ollivander. Talk to the one, xong. Tiếp theo. Get your one. Vừa chơi vừa học tiếng Anh tôi mệt thấy mèo luôn. Can't believe a little better. Tôi không thể tin được là tôi đó thực sự là ở trong Ollivander rồi. Đây là nơi mà mọi người mà lấy được cái gậy phép đầu tiên của họ. Nào. Chào, tên tôi là Garrick Ollivander. Cháu ở đây để nhận cái đũa phép đầu tiên của cháu phải không? Ở đây ta có thứ y như thế luôn. Apple wood là gỗ của cây táo. Dragon Hut string core 9 inches. 9 inch rigid gone. Trace the one movement to cast the spell. A. Mày phá chỗ người ta mày. Wow. Sorry about that. Cho xin lỗi. Không phải là lỗi giáo. Được phép chọn chọn phù thủy. Và đó thôi, thật sự không phải là cái đũa phép cho con. Record, tôi gọi về anh em gì đó các bạn. Explode my favorite in park. Ok, cho qua. Quay quá, bao biết anh em mình quay con á. Quay quá. Bác nhớ tất cả những cái đũa phép mà đã từng được bán. Maple của nó, của thằng đấy là bằng gỗ của Maple. Maple là giống ôm gì? Dragon Hustling Score và 10 inches. Hustling là cái giống ôm gì nữa? Cái gì đó là trong tim của con rồng. Và dài 10 inch. Một cái đũa thằng cũng tốt. Xem để snap in half thì expel it. Chả biết expel lại là cái giống ôm gì. Nó bị gãy đôi. Bà hiểu là nó ra có chạy khỏi nhà khi mà bị sau khi bị expel lẹt và đã mất tích sau đó. Profound impact là cái giống như I feel bad for him. He loves us and he loves Hogwarts. It's just a piece of cake. Anh ấy yêu chúng tôi cũng yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu Hogwarts. Anh ấy yêu chúng tôi, anh ấy cũng yêu Hogwarts và tôi hy vọng anh ấy ổn. Sensitivity, độ nhạy. theo như mình biết thì sensitivity theo mình chỉnh trong trò chơi thì cái này là sensitivity là độ nhạy. Có thể là một cái năng sức mạnh tốt. Tôi nghĩ tôi cũng có được một cái như thế cho cậu đây. Acacia
Acacia như kiểu cái cây gì quên mẹ học địa lớp 7 không quên mẹ nó rồi. Unicorn hair core thiệt luôn hả? Tóc của Kỳ Lân làm cái core, cái nhân dài 12 inch pliable. Thôi có vẻ được ấy. Splendid. Avengers what Pafitus. Thằng mong đợi khi mà thằng rất là hứng thú khi mà hứng thú để xem cháu chọn con đường nào. Get your one. Ok, đã xong. Con, nào đi đi. Đi đi ngay như kiểu đuổi. Ok, fine. Tao mong đợi cháu trở thành cái giống ông gì. Rowan, ê, hôm nay em mua cái rong này. Bạn có thích cái nấu thôi không? Nó cũng hợp á. Nó cũng hợp á. First year, awkward. Ông cứ ha nhìn như là cái thằng gọi là thằng năm nhất mà thông minh nhất ở Hogwarts. Đây đấy là cái là cái gì ta? Suggestion là cái gì? Quên mẹ nó rồi. Suggest ý kiến của bạn mà. I'll be coming out. I'll be coming to you for my future fashion Tôi sẽ tìm đến bạn, tôi sẽ tìm đến bạn cho tất cả những cái mà lựa chọn. Tôi sẽ cần cái lời khuyên của bạn khi mà tôi lựa chọn tất những món đồ thời trang trong tương lai. Rồi. Ê, chờ 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 xíu chờ xíu. Đó phải là cái cây ha quan cây phép bằng acacia không? Đúng. Sao không biết? Mà phải là tree farms. cái trang trại cây của nhà tôi là ha cung cấp gỗ cho quan và broom. Broom là cái gì ta? Broom đũa gậy phép và đũa. Broom là cái quên mẹ rồi. Chờ mình xíu để mình lấy cái kia vô đã. Rồi. Ok, và chúng ta đã có từ điển. Và mình đã vô tình lỡ tay bấm bỏ một khúc trò chuyện rồi. Bạn không nghĩ là tôi quá là kỳ kỳ quặc sao? Mọi người thường nghĩ là tôi rất là kỳ quặc. Mọi người cũng nói y vậy với tôi. Y thế luôn. Tại sao mà mọi người có thể nói vậy với bạn được nhỉ? Chắc ông lấy cái họ của mình chắc hay lắm. Hồi nãy mình để cái tên là Wanai và cái họ là Gaming, tại vì cái thằng anh em gì có thằng này tên là Jacob, lấy cái họ của mình để vô là Gaming. Anh tôi là Jacob Gaming. Đây đúng mà bắt đầu cái chữ SC béo lẹt mẹ ơi, nó cần hẳn hẳn một cái từ điển luôn đi. Bị trục xuất. Ok, how to thu nhỏ cái này lại mà không đụng vào màn hình. Thu nhỏ. Ok. Cái ông mà chả có cái minh, cái người mà bị đuổi khỏi trường Hogwarts vì phá luật trường trong việc tìm kiếm cái fable của Curse Fawn Massive Story Daily Prophet, một cái câu chuyện là to khổng lồ. Daily Prophet, tất cả mọi người trong trường sẽ biết về việc đó. Tôi biết nên là tất cả mọi người và tất cả mọi người đều nghĩ là tôi kỳ quặc. Kỳ quặc. Chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bị kỳ quặc kè. What should I do if someone give you trouble over? Well,
Ông sẽ làm gì nếu mà ha một người gọi là gây rắc rối với ông về thằng ông anh đi, gọi là dịch ông anh đi ha, keep quiet, giữ miệng thôi. Oh well, tôi sẽ gọi là please, làm ơn là ha, đừng có làm cái giống ôm gì hết. The last thing I want to draw, the last thing I want to do is draw more attention to myself. Giả dịch được. Return to row one, done. À, chapter 1 đã xong. Your journey begins. Chapter 2, chào mừng đến với Hogwarts. Mẹ ơi, tôi nhất định phải coi phim mới được. Không coi phim tôi không biết cái giống môn gì hết. Này, cất lên đi. Ê. Ủa. Great Horn. Mấy đây mình lười dịch lắm. Lower floor ở tầng dưới. Sảnh lớn ở tầng dưới. Ủa, có vẻ đẹp nha. Mấy mình vẫn cân nổi chứ, nó hơi giật giật cái nhẹ thôi. Professor, giáo sư ha, McGonagall. Chào mừng đến với Hogwarts. Before the welcoming feast. Trước cái ha, feast là cái giống môn gì ta? Feast như kiểu viết tắt của festival đó nha. FRT hy vọng mình viết đúng. Bữa tiệc à, bữa tiệc chào mừng. Trước khi đến với bữa tiệc chào mừng, chúng ta cần phải sắp xếp lại tất cả những học sinh năm nhất vào những cái proper house, vào những cái nhà riêng biệt. Well, something sẽ ra mình đi. Cho qua đi. Trong khi các bạn ở đây, ngôi nhà của bạn nó sẽ trở thành một cái gì đó giống như gia đình ở trong Hogwarts. Và bốn ngôi nhà được gọi là Gryffindor, Key Varus, sự can đảm và Chivon. Nó chả biết đọc gì sao nhớ 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 cái chữ rồi đã. Chivon, Ro, Us, Ro, Ro, Us. Mẹ mệt thật cái nhớ cái chữ rồi. Thấy không, biết sai kìa. Quá. Xong. Đây. Đây là gì? Hào hiệp, nghĩa hiệp. Sự can đảm và hào hiệp, nghĩa hiệp các kiểu. Hufflepuff. À, mấy ngôi nhà mà. Ngôi nhà hồi nãy tên là gì đó là ha, can đảm và hào hiệp. Ngôi nhà thứ hai mang tên Hufflepuff. À, tốt bụng, diligent. Tiếp, dịch tiếp. Đi, ly, quay quát. Từ từ, chờ xíu. Ồ, được nè, diligence. À, xe ngựa chở khách. Gì vậy hả? Tốt bụng và cần cù. Thu nhỏ. Tiếp theo. Ravenclaw, witty and wise. Thông thái á. Witty là cái giống không gì? Ê, witty. Hớm hỉnh và dí dỏm. Wise là khôn ngoan, sáng suốt. Ê, nhỏ. Và cái nhà còn lại đó chính là Slytherin, cunning and ambitious. Tiếp, dịch tiếp. Buổi học tiếng Anh luôn. Chết mẹ rồi. Ê, là mau. Ok, chắc là ok rồi. Xảo nguyệt, xảo trá. Ok. Ambitious. Thôi, cái chữ này sợ viết sai quá ta.
Ra xem lại. Em biết tiêu á, ở dưới đúng rồi. Nhiều tham vọng. Tiếng có vẻ nhỏ nhỉ. Mỗi nhà có một cái lịch sử riêng, hào hùng riêng ha. Và mỗi cái đều tạo ra những cái, đều cho ra trường những phù thủy và phù thủy nam và nữ. Trời, chả biết dịch sao. Tôi hy vọng là ha, tôi hy vọng tất cả các bạn Edition thôi cho qua, dịch không được. Và bây giờ Gaming One Eye, mẹ ơi cái tên đọc cái họ trước kìa. Yeah, lên tuyên thệ hả? Thú vị. Sọt tin hát hả? Sọt tin hát. À, cái mũ này sẽ cho bạn biết bạn về ha, với cái ông nào. À, rất là thú vị. Tôi đã không nhìn thấy những thứ gì giống như vậy khoảng thời gian rất là dài rồi. Và ngôi nhà là bạn được mong muốn vào hả? Thế nào trời? Intelligent là thông minh. Dedicate, loyal. Đỏ đi. Yes. Yes, I understand now. Hiểu rồi. Best make it. Ê, chọn nhau vào cái ngôi nhà rồi đó. Well, tôi không tin được rồi, tôi đã thực sự nhập học ở Hogwarts rồi. Đấy thì tin nổi. Cho nên tất nhiên tôi ngồi xuống. Cái hiệu trưởng bắt đầu phát biểu rồi. Ở đây. Chào mừng. Chào mừng một năm học mới ở trường Hogwarts. Có nói lớn không ta? Nói lớn quá không? The past few years. Những năm gần đây sẽ có một cái sự là Hawaii Leaf. Chả biết. The boy who lives, Harry Potter is safe. Châu A. Years from now, young Harry will be old enough to attend Hogwarts. But for now, it's your turn. Nhưng mà bây giờ thì... quên dịch. Bây giờ thì đó là ha, lượt của các cháu, các đứa đó. Nhớ rằng khi mà cái con đang ở Hogwarts rồi, tiếp theo là ha, không dịch được gì hết. Cuối năm mỗi ngôi nhà có hơi nhiều điểm nhất sẽ được thưởng cúp nhà. For a correct honor, sự vinh hạnh cực kỳ lớn. Ta hy vọng là mỗi đứa tụi bay sẽ là ha, will be a credit. Credit là cái chạy chữ á, what the heck. Đây. Ok, thì mình có điện thoại. Mình có việc. Có tí việc. Là sẽ cố gắng nhanh cái đoạn này nè. Well, yến tiệc kết thúc. Gryffindor. Mấy cái đứa theo nhà Gryffindor. Proceed to Gryffindor Common Room. Tới cái phòng Common Room của Gryffindor đi. Ok. Wow. Đi check in phòng. Check in nhận phòng. Gryffindor Common Room. Tới đây được chưa nhờ? Ok, nếu mọi người thích video mình hãy nhớ like, share. Nhưng mà tiếng hơn cho động lực cực kỳ lớn nhưng mà làm video tốt hơn không ấy. Nếu mà người mà thích cái game này hãy nhớ like cho mình để mình có động lực mình làm tiếp cái này. Và subscribe và nhờ những người khác giới thiệu mọi người đăng ký cho mình để mình có thể làm những video hay hơn nhé. Ok, bye bye mọi người. Mong mắt gaming. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.